Sau một quá trình tìm đến các chuyên gia và nghe những lời khuyên của họ thì Tuấn Tú đã quyết định sử dụng 20 Power. Kết quả như thế nào thì các bạn đã nhìn thấy rồi. Dạo này bố Quốc phấn chấn và vui vẻ lắm. Đây chính là sản phẩm 20 Power với thiết kế vô cùng lịch lãm, sang trọng và đầy nam tính. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứ không phải là thuốc nên các bạn có thể yên tâm mà sử dụng. Sản phẩm này hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý ở nam giới. Với sản phẩm này thì Tú thấy đậm mùi thảo dược, có mùi thơm nhẹ nhẹ, chứ không phải là thơm của hóa chất. Với dạng viên nén thì rất là dễ uống, khi vào đến ruột non thì sẽ được thẩm thấu đến 100%. Sản phẩm 20 Power được chiết xuất 100% từ thiên nhiên với 10 loại thảo dược quý. Các nguyên liệu này thì vô cùng an toàn, không gây tác dụng phụ và đã được kiểm duyệt một cách chặt chẽ. Đặc biệt ở trong này còn có thành phần đó là ba kích. Ba kích thì chức năng và hiệu quả của nó thì cánh mày râu chúng ta đã rất quen thuộc rồi. Đó chính là điều trị thận hư, bổ thận, tráng dương và điều trị các bệnh về xương khớp như đau lưng, mỏi gối. Ở trong 20 Power còn có một thành phần nữa, đó chính là dâm dương hoắc. Thành phần này giúp cải thiện sinh lý vô cùng mạnh mẽ. Dùng 20 Power được khoảng 2 tuần thì Tuấn Tú đã thấy tình trạng được cải thiện rõ rệt, thấy sức khỏe khỏe mạnh hơn, tinh thần sảng khoái hơn và da rẻ cũng hồng hào hơn, cứ thấy mình sung sức như là thanh niên 20 tuổi vậy. Và Tuấn Tú cũng đã có một giấc ngủ ngon hơn nữa. Thấy mình cố gắng chuộc lỗi như vậy thì vợ đã vô cùng hài lòng và Tuấn Tú cũng cảm thấy rất là mừng. 20 Power vừa hiệu quả, vừa an toàn, bền bỉ, lâu dài, không uổng công mình tin tưởng và sử dụng. Về giá thành của sản phẩm thì hiện nay đang có chương trình khuyến mại. Một hộp là 890.000, nếu các bạn mua 2 hộp thì sẽ được tặng một hộp hoặc là được tặng thêm một hộp hầu thế này. Để mua hàng chính hãng thì vô cùng đơn giản, chúng ta hãy để lại số điện thoại của mình ở dưới phần bình luận hoặc là bấm vào đường link và để lại thông tin để chúng tôi sẽ liên hệ. Xin được cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái phần chia sẻ vừa rồi và hy vọng là quý ông chúng ta sẽ ngày một khỏe hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.